Ngọc Nữ rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Điểm những thông tin nổi bật trong nước và quốc tế ngày 6 tháng 11 năm 2022 trên báo Tây Ninh Online. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đón xem những thông tin trong nước. Thủ tướng chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Trình Quốc hội quyết định bổ sung thông tin nơi sinh vào hộ chiếu mới. Giải chạy vì động vật hoang dã. Khai mạc giải bắn súng quân dụng lục quân ASEAN lần thứ 30. Sáng ngày 6 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, gọi tắt Ban chỉ đạo, chủ trì phiên họp thứ 18 của Ban chỉ đạo trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong kết luận 42 ngày 20 tháng 10 năm 2022, Trung ương vẫn xác định phải phòng chống dịch COVID-19 tốt hơn nữa để có điều kiện thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của năm 2022, năm 2023 và những năm tiếp theo. Trong khi WHO cảnh báo COVID-19 vẫn trong giai đoạn đại dịch, ở trong nước, cùng với dịch COVID-19 xuất hiện một số dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ. Do đó, Ban chỉ đạo tổ chức phiên họp thứ 18 để đánh giá tình hình và công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như các dịch bệnh phát sinh khác. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đại biểu tập trung đánh giá công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Trong đó, cùng với đánh giá kết quả hiệu quả, cần xác định rõ hạn chế, yếu kém và trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong vấn đề này. Thảo luận việc khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, nhất là chỉ ra những khó khăn vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ. Nếu ai không dám làm thì hãy xin nghỉ, đứng sang một bên cho người khác làm. Đánh giá việc dịch chuyển nhân lực trong ngành y tế, chia rõ số nhân lực dịch chuyển và cả số tuyển mới, chứ không chỉ nêu số người xin nghỉ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa đề nghị Quốc hội cho điều chỉnh chương trình kỳ họp, xem xét quyết định việc bổ sung nội dung thông tin nơi sinh vào hộ chiếu phổ thông cấp cho công dân Việt Nam. Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, ý kiến của cơ quan thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung nội dung vào chương trình nội dung xem xét, quyết định việc bổ sung nội dung thông tin nơi sinh vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam. Quyết định của Quốc hội về nội dung này sẽ được thể hiện trong nghị quyết kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra giải chạy vì động vật hoang dã Run for Wild Animals. Giải chạy không chỉ là nơi rèn luyện thể lực và giao lưu với những người chung niềm đam mê thể thao, mà còn là cơ hội để cộng đồng cùng lên tiếng ủng hộ, truyền tải thông điệp động vật hoang dã không phải là thuốc. Giải chạy với các cự ly khác nhau 21 km, 10 km, 5 km và 1 km thu hút sự tham gia của những người yêu thể thao cũng như có cùng chung quan tâm tới môi trường thiên nhiên. Giải chạy nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tình trạng mua bán sử dụng thuốc từ động vật hoang dã. Đồng thời, những người tham gia cũng ký cam kết không buôn bán tiêu thụ động vật hoang dã trái phép, nhằm góp phần chung tay bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng. Đặc biệt, giải chạy có cự ly ngắn dành cho các gia đình và trẻ em. Chỉ với những bước chạy nhỏ, người tham gia đã có thể góp phần vào nỗ lực bảo vệ động vật hoang dã của Việt Nam, bảo vệ thế giới tự nhiên mà chúng ta đang sống trong đó. Số tiền gây quỹ từ giải chạy sẽ được dùng để hỗ trợ cho các hoạt động bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam. Sáng nay tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 4, Bộ Quốc phòng đã tổ chức khai mạc giải bắn súng quân dụng lục quân các nước ASEAN lần thứ 30. Đây là hoạt động đa phương đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác lục quân ASEAN sau khi đại dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát mà Quân đội Nhân dân Việt Nam được vinh dự tổ chức. Giải bắn súng quân dụng các nước ASEAN lần thứ 30 gọi tắt là AARM-30 thu hút 10 đoàn tuyển thủ bắn súng của quân đội 10 nước ASEAN. Đoàn tuyển thủ nước chủ nhà Việt Nam gồm 42 thành viên, trong đó hầu hết là những người có kinh nghiệm tham gia các giải đấu ở khu vực và quốc tế, đặc biệt là AARM. Giải này là cơ hội để quân đội các nước trong khu vực giao lưu đua tài và học tập lẫn nhau, tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị, là dịp để tìm hiểu thêm về văn hóa đất nước con người Việt Nam. Đây không chỉ là nơi tranh tài của các xạ thủ tài năng trong lực lượng vũ trang các nước ASEAN, mà còn là dịp để tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết, học tập lẫn nhau giữa các tuyển thủ tham dự. Đây cũng là cơ hội để lục quân các nước ASEAN thể hiện quyết tâm thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của mỗi quốc gia, dân tộc trong khu vực cũng như trên toàn thế giới. Đây là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai AARM, sau lần đầu tiên vào năm 2006 và lần thứ 2 vào năm 2014. Việc tiếp tục đăng cai tổ chức AARM-30 khẳng định sự chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng của nước chủ nhà Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa đón xem những thông tin trong nước, còn bây giờ là phần tin quốc tế nổi bật sẽ có trong ngày. COP27 vẫn là cơ hội tốt để thúc đẩy hành động khí hậu. Ai Cập sẽ công bố chiến lược quốc gia về hydro xanh. Mỹ điều máy bay B-1B tham gia tập trận với Hàn Quốc. Trung Quốc hoàn thành thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng mới. Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27 vẫn là cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy hành động vì khí hậu. Đây là khẳng định của nhà vận động chống biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc Mahmoud Mohiyeddin. Trong một phát biểu, quan chức Liên Hợp Quốc nhấn mạnh COP27 là động lực mạnh mẽ và cơ hội hứa hẹn để đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo và phi carbon. Ông Mohiyeddin đồng thời là đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về tài chính cho chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030, cũng kêu gọi sự cần thiết phải thúc đẩy hành động về khí hậu dựa trên thỏa thuận Paris với cách tiếp cận tổng thể giải quyết 4 khía cạnh bao gồm giảm thiểu, thích ứng, tổn thất và thiệt hại và tài chính khí hậu. Ông lưu ý rằng có thể làm tốt hơn việc huy động tài trợ khí hậu từ các khu vực công và tư nhân cũng như các nguồn lực trong và ngoài nước. Ông Mohiyeddin cũng đề cập đến thành công của COP26 diễn ra năm ngoái ở Glasgow là dự án tài trợ 8,5 tỷ đô la Mỹ cho Nam Phi để giúp quốc gia này loại bỏ dần than đá bằng năng lượng tái tạo. Theo ông, một số tiến bộ có thể đạt được nếu các dự án như trên được nhân lên với nhiều cam kết hơn và thành công của hội nghị COP27 sẽ được thể hiện ở cách biến các cam kết thành hành động. Hội nghị COP27 diễn ra tại thành phố Sharm el-Sheikh ở Biển Đỏ của Ai Cập từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 11. COP27 dự kiến có sự tham dự của các phái đoàn đến từ gần 200 nước, hơn 120 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ cùng hơn 40.000 đại biểu khác. Đây là hội nghị thượng đỉnh về khí hậu có số lượng người tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay. Ai Cập sẽ công bố chiến lược quốc gia về sản xuất hydro xanh tại hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27 khai mạc vào chiều nay 6 tháng 11 theo giờ Hà Nội tại thành phố Sharm el-Sheikh của nước này, tuyên bố được chính phủ Ai Cập đưa ra ngày 5 tháng 11. Chính phủ Ai Cập cho biết chiến lược quốc gia về hydro xanh này sẽ được thực hiện với sự hợp tác của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu và Liên minh Ả Rập về phát triển bền vững và môi trường nhằm giúp Ai Cập đóng góp khoảng 8% thị phần của thị trường hydro toàn cầu. Ai Cập có khả năng sản xuất hydro xanh với giá rẻ nhất trên toàn thế giới với chi phí sản xuất dự kiến sẽ giảm xuống còn 1,7 đô la Mỹ 1 kg vào năm 2050. Chính phủ khẳng định chiến lược này sẽ giúp tăng GDP của Ai Cập thêm 10-18 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, tạo ra hơn 100.000 cơ hội việc làm, góp phần giảm nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ, từ đó giảm lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Quốc gia Bắc Phi này đã đưa ra nhiều các sáng kiến xanh trước thềm hội nghị COP27 với kế hoạch tăng cường đầu tư xanh lên 50% tổng đầu tư công vào năm 2024-2025, tăng từ mức 40% hiện nay. COP27 dự kiến có sự tham dự của các phái đoàn đến từ gần 200 nước, hơn 120 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ cùng hơn 40.000 đại biểu khác. Đây là hội nghị thượng đỉnh về khí hậu có số lượng người tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay. Không quân Mỹ hôm qua đã điều máy bay ném bom chiến lược B-1B tham gia cuộc tập trận không quân Vigilant Storm với quân đội Hàn Quốc. Động thái diễn ra sau khi Triều Tiên liên tục tiến hành thử vũ khí để phản đối cuộc tập trận của Liên minh Mỹ-Hàn. Theo video được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đăng tải, máy bay B-1B đã cất cánh từ một căn cứ chưa được xác định ở Hàn Quốc và bay cùng tiêm kích F-35 và F-16. Năm 2017, Mỹ từng triển khai máy bay ném bom B-1B tham gia tập trận chung với Hàn Quốc. Kể từ cuối tháng 10, Mỹ đã duy trì 4 máy bay chiến lược này ở Guam. Trước đó cùng ngày, Triều Tiên đã bắn 4 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Tây của nước này, trong khi quân đội Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận không quân kéo dài 6 ngày. Trước đó, Washington và Seoul đã quyết định kéo dài thời gian diễn tập thêm 1 ngày để phản ứng trước các vụ thử vũ khí trước đó của Bình Nhưỡng. Ngày 5 tháng 11, Trung Quốc đã thông báo hoàn thành thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng được cho là có lực đẩy lớn nhất từ trước đến nay của nước này. Động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng hỗn hợp oxygen, kerosene mới thử nghiệm do Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc phát triển, có lực đẩy lên đến 500 tấn, lớn gấp khoảng 4 lần so với các động cơ nhiên liệu lỏng hiện có. Theo tập đoàn trên, thử nghiệm thành công đánh dấu bước đột phá quan trọng trong quá trình phát triển động cơ tên lửa đẩy loại này.
Cùng ngày, Trung Quốc đã phóng một vệ tinh liên lạc mới lên quỹ đạo từ trung tâm phóng vệ tinh Tây Sương thuộc tỉnh Tứ Xuyên ở Tây Nam nước này. Vai trò chủ yếu của vệ tinh này là cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc cho những tuyến truyền dẫn quan trọng qua Thái Bình Dương, giữa Đông Thái Bình Dương và bờ biển phía Tây của khu vực Bắc Mỹ. Quý vị và các bạn vừa xem xong phần điểm lại những thông tin nổi bật trong nước và quốc tế ngày hôm nay trên báo Tây Ninh Online. Quý vị có thể theo dõi lại nội dung chương trình này trên trang YouTube, Facebook và các hạ tầng khác của báo Tây Ninh. Rất vui khi nhận được sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!